Mình chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Trân miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục mình chia sẻ là gắt keo với đòn tay rồi gui mè lập ngói xương nha cô chú anh chị và các bạn. Thì ở đây hôm qua nay giờ quá trời mưa luôn nên mình không có quay lại cái cách để mình gắt keo đòn tay. Thì trời cũng đang chuyển mưa nè, thì nên mình cũng quay được khúc nào thì chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem khúc nấy nha. Thì cái ngói xưa này thì mình lợp á, thì nó gồm có là kèo, đòn tay, rồi gui với mè. Thì theo như cái chiều ngói bên kia đó, cái nhà ngói bên đó đó cô chú anh chị và bạn. Thì ở đây những cái đòn tay này mình chia khoảng cách là tối đa thì nó từ 8 tấc trở lại nha, tại vì cái ngói nó nặng á, nên đòn tay mình đi nó hơi dày một chút xíu, chứ đi thưa thì nó sẽ quằn nha. Thì ở đây là mình khoảng cách là 75 7 tấc rưỡi thì cái máy này mới sau. Thì một lát nữa thì mình có gắt gui với mè lên, thì mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị và các bạn xem nếu trời không mưa nha. Thì nếu mà trời mưa thì mình chắc mình quay không được. Thì cuối cùng clip video này thì mình sẽ nói về cái chi tiết và phẩm cách của cái máy ngói là lập máy ngói xưa nha. Thì ngói máy xưa thì ngói 22, thì mình nói ngói 22 thì là 1 mét là nó 22 tấm nha cô chú anh chị và các bạn. Thì cái ngói này là của Đồng Nai và 119 Sài Gòn là của Phan Thanh Giảng nha. Thì để một lát nữa mình có thả gui mè thì mình quay lại cho cô chú anh chị và các bạn xem và chia sẻ hướng dẫn cách để lắp gui mè cho anh em thợ chưa biết để cách thức để lợp cái ngói xưa này nha. Thì còn những cái anh em nào mà thợ nào mà có hay gần về lợp ngói thì bình luận bên dưới góp ý cho mình học hỏi thêm kinh nghiệm nha cô chú anh chị và các bạn. Thì mình ở đây thì mình biết sao thì chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem bấy nhiêu nha. Rồi đây mình tạm ngưng máy nha.
Rồi, mình cũng mình chào cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Thì sớm mình cũng có lên vui á, mà do nắng quá điện thoại mình không có quay lại được cái trực tiếp để lên cái dàn vui này. Thì ở đây mình đã lên dàn vui máy trước luôn nè cô chú anh chị và các bạn. Thì mình sẽ đợi đằng sau, mình sẽ quay cái dàn vui ở đằng sau và mè luôn nha. Rồi, thì ở đây là cái phần máy sau nha cô chú anh chị và các bạn. Thì ở đằng sau này mình đã lên dàn vui rồi. Thì cũng có lập lấy ngày một ba ly ngói rồi nè cô chú anh chị các bạn. Thì ngói này là ngói xưa nha. Đó, thì ở đây mình dùng kèo, sắt kèo là mình nói chi tiết luôn. Thì kèo này là mình xài hộp 48. Đó, 48 mình dày 1 ly 8 nha cô chú anh chị các bạn, của thép Việt Nhật. Mình đi mỗi cây kèo vậy là hai thanh. Hai thanh hàng chữ H nha cô chú anh chị các bạn. Thì đòn tay thì mình xài là hộp 40-80, dày 1 ly 4. Đó. Thì cái phần gui này thì mình cũng dùng là 20-40, 1 ly 4 luôn nha cô chú anh chị các bạn. Thì ở đây là 1 ly 4 đây nè, chắc 1.4 mili. Đó. Đây. Kẽm giắc 80 Sendo. Đó. Ống thép Việt Nhật nha. Mình đây mình bắt toàn bộ là ốc không, mình không có sử dụng hàng. Đó. Ốc này là ốc kẽm. Con ốc này là không xét nha cô chú anh chị. Để mình lấy con ốc cho chia sẻ cho cô chú anh chị luôn. Đây là con ốc kẽm mà nó không xét luôn nha. Người ta nhúng kẽm rồi nè. Hơi mờ quá. Đó. Đó. Đó, dài 5 phân. Thì con ốc này nó có cái này để nó tự động là tới đây là nó ngưng nha. Mình phan xuống nữa là nó không xuống nữa nha cô chú anh chị các bạn. Đó. Thì mình xài gui. Gui đó là 20-40 vuông sắt hộp 20-40. Còn mè thì 20 vuông. Đó. Đây là mè 20 vuông. 20 nhân 20 1.4 mili. Đó. Thì mình đã dùng trên cả một cái máy ngói như vậy thì mình sử dụng hai cái loại sắt như vậy để mình lập được cái ngói xưa này nha cô chú anh chị nha. Tại vì cái ngói này thì nó có lâu đời của Đồng Nai, gạch của Phan Thanh Giảng, ngói của Phan Thanh Giảng á, nên mình kêu là ngói xưa. Đó, bây giờ hiện đại cái ngói này nó rất là đều nha. Đó, nó đều hơn cái ngói bên đó, cái ngói đó là ngói cũ, này là ngói mới nè. Thì mình cũng chia sẻ luôn. Đây. 119 nè, Phan Thanh Giảng nè ha, Sài Gòn. Đó. Tôi Đồng Nai nè. Mình ngói nhỏ, mình sử dụng ngói nhỏ. Thì mình để lập được cái máy ngói này thì mình chia đòn tay theo cái tỷ lệ điệt chiều dài nha. Thì ví dụ như chiều dài nó ngắn thì mình đòn tay nó hơi dày, còn chiều dài mà nó hơi dài thì mình đi đòn tay nó hơi thưa một chút, nhưng mà tối đa thì nó phải là 80 trở lại thôi nha cô chú anh chị các bạn. Thì 80 là 8 tấc trở lại. Trở lại tới 5 tấc. Thì ở đây mình sử dụng là nó khoảng cách là 8-75. Rồi. Giữa khoảng cách mẹ gui này từ đây vào đây thì là 4 tấc rưỡi tim. 4 tấc rưỡi tim. Để mình đây mình dỡ cái ngói lên. Này. Đây là cây mè. Cây mè này thì khoảng cách cây mè này á, cây mè trên mình không tính nha, khoảng cách từ cây mè này, từ cái mí trên này lên tới mí trên này là đúng 2 tấc 65, là 2 tấc 65 ly nha cô chú anh chị các bạn, là đúng chính xác nha. Nếu mình đi 2 tấc 7 cũng không được, mà 2 tấc 6 cũng không được nha. Đó, thì ở đây là mình đã dùng nó 2 tấc 65 ly để mình gập lên là nó sẽ ôm như vậy.
nó không bị cấn lên nha. Còn nếu mà cô chú anh chị nào mà lợp mà nó trên 2 tấc 7 hoặc là 2 tấc 7 hoặc là dưới 2 tấc 6 thì nó sẽ đụng ngang cô chú anh chị. Thì nó sẽ đụng cái đuôi này nè. Đó, nó đụng cái đuôi này. Thì mình thấy nó hở nên vậy. Là thấy hơi hở nhiều nhưng không phải nha. Nó như vậy là vừa hoặc là nó hở chút xíu. Cái mình ví dụ mình đo 2 tấc 6 5 ly thì nó cũng khoảng là 3 ly 4 ly. À, hoặc là 6 ly 7 ly gì đó nhưng mà nó cũng phải là ôm với vừa với nhau chứ nếu mình đi khoảng cách mà xa quá không được, khoảng cách dày quá không được nha. Đó, thì ở đây mình đã lợp lấy ngày cho chủ nhà người ta hết 3 ly nè, dài qua đây là 6 mét 7 nha. Đó, cái chuyện chị xem mà tham khảo nó rất là đều, cái độ hở rất đều nhau luôn. Cái phần ở dưới đuôi ngói này đây, ở dưới đuôi ngói này mình sử dụng là mình dỡ lên không được nha, để mình vào đây mình dỡ cái đây. Sử dụng là cái này là hai bốn, loại này là 22 phân nè, 4 phân thì mình sẽ dùng cho cái đuôi ngói nha để cho nó cất lên nha cô chú anh chị. Nếu mình xài cái mà hai vuông này sẽ nó sẽ gục cái đầu xuống, nó không có đẹp nha. Đây là mình đã lên cái dàn sườn hết trơn rồi nè, chỉ đưa cái mè này lên nữa là mình sẽ lập hoàn thiện xong cái máy ối này nha. Ừ, tại vì nó nắng quá mình không có quay lại trực tiếp cho cô chú anh chị là xem. Mỗi bữa thì mưa lắm nha, bữa nay thì ông trời không tốt, ông nắng quá nắng. Rất là đều nha. Mình lập ngói này thì mình cân chỉnh cái cây đòn tay với cây đòn dông ở trên đỉnh đó, nó phải độ chính xác nha mà cô chú. Nếu mà không chính xác thì mình lập ngói nó sẽ chạy và nó không được đều nha. Rồi thì cái video của mình ở đây mình cũng kết thúc ngang của chú anh chị và bạn. Tại vì không có quay được cái cảnh lên mè. Thì để cái clip tiếp theo mình sẽ quay lên mè rồi sẽ đọc cho cô chú anh chị và các bạn xem tiếp phần 2 nha. Thì ở đây cô chú anh chị và các bạn thấy video của mình hay, hữu ích nhớ đăng ký và cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Mình chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Rồi, hẹn cô chú lại anh chị và các bạn lại clip tiếp theo nha. Ok, bye bye.